Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Diện Chủ Chứng Minh. Kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì cùng chư Tôn Đức, các thành viên trong ban tổ chức khóa tu. Lời đầu tiên cho phép chánh định được kính lời vấn an, sức khỏe đến Ngài Hòa Thượng Trụ Trì cùng chư Tôn Thiền Đức Tăng tại Bổn Tự, cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lạc. Kính bạch trên quý Ngài, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, sáng hôm nay ngày Chủ Nhật 29 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần Phật lịch 2566, tức ngày 29 tháng 5 2022, tại chùa Bửu Quang, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, sau thời gian tạm ngưng khóa tu vì dịch bệnh Covid. Hôm nay dịch bệnh đã được khống chế và đẩy lùi, khóa tu chúng ta đã được trở lại, xem như là một cái niềm vui rất là lớn cho chư Tăng cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta trong ngày hôm nay. Hai năm dịch bệnh gian nan, hai năm Tý Sửu gian nan, dịch bệnh lây nhiễm tràn lan tứ bề. Nhâm Dần năm mới đã về, chúc cho hạnh phúc tràn trề muôn nơi. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay chánh định đến với đạo tràng chúng ta với một bài pháp có cái tựa đề là Nắm được thì buông được. Tại sao chúng tôi chọn cái đề tài này? Đề tài này nó có liên hệ đến một cái bài kinh ở trong bộ kinh Samyutta Nikaya, tương ưng bộ kinh Phẩm Bộc Lưu, bài kinh Thời Gian Trôi Qua. Nội dung của bài kinh này là có một vị chư thiên từ cung trời xuống chùa Kỳ Viên Tịnh Xá, nơi Đức Phật cư ngụ. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị chư thiên này đứng một bên và nói lên bài kệ rằng: Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Sau khi nghe bài kệ của vị chư thiên, Đức Phật mới thuyết giảng một bài kệ như sau: Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Xuyên qua hai cái bài kệ trong kinh Tương Ưng Bộ Phẩm Bộc Lưu, bài kinh Thời Gian Trôi Qua này, chúng ta rút ra bài học gì?
Bài học thứ nhất chúng ta rút ra từ cái bài kinh này, đó là nói về cái thời gian luôn di động, hết ngày rồi đêm, hết đêm rồi ngày, để dẫn đến cái gì? Dẫn đến cái tuổi tác, buổi thanh xuân của chúng ta dần dần bỏ chúng ta. Và Đức Phật Ngài dạy là những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này thì cái điều đầu tiên là hãy tạo các công đức đưa đến chân an lạc. Công đức ở đây là những cái việc làm lành, những cái sự tu tập của chúng ta mà chúng tôi tạm gọi là công đức hữu, hữu lậu, hay còn gọi là phước hữu lậu. Muốn đời sau mình được hanh thông đầy đủ các cái điều kiện trong một cái đời sống thì kiếp này chúng ta phải tích cực tạo các công đức. Nhưng mà rồi Đức Thế Tôn Ngài dạy là sau khi làm các công đức rồi thì hãy gì? Từ bỏ mọi thế lợi, tức là những cái lợi lộc của thế gian, tâm chỉ hướng cầu gì? Tịch tịnh. Như vậy là khi có được chúng ta bỏ được, cái điều đó mới là điều quan trọng. Vì có câu rằng đó là tôi thương được thì tôi ghét được, tôi nhớ được là tôi quên được, tôi lấy được thì tôi bỏ được, nhưng mà tôi nói được mà làm không được. Hôm nay chúng tôi muốn chuyển tải quý vị một cái bài học, tức là nói được phải cố gắng làm được. Khi chúng ta đọc kinh của Đức Phật, những lời dạy của quý báu, quý giá của Ngài vô cùng, là mang đến cho chúng ta, kể cả người đọc xong rồi nói cho người khác nghe, ở đây tất cả chúng ta đều là những người đang học tu. Chúng tôi nói cho quý vị cũng là một hình thức chúng tôi đang nghe, đang học. Chứ chúng tôi có nghe câu là mình đi dạy học, tức là một cái hình thức mình học lại. Tất cả chúng ta ở đây sau khi nghe pháp rồi, nghe cái bài kinh này rồi, thì chúng ta đều biết, đều hiểu. Nhưng bây giờ tất cả chúng ta đều phải cố gắng để mà làm. Cho nên cái đề tài của chúng tôi hôm nay là nắm được thì phải buông được. Có một cái hình ảnh là những cái người họ đi săn bắt cái con khỉ á, trong rừng á, thì họ có một cái bẫy, tức là họ lấy một cái ống tre vừa cái cùm tay của con người mình. Sau khi họ khoét cái lỗ xong và họ bỏ trong đó một cái trứng gà, thì khi con khỉ nó thấy cái ống tre nó nghịch ngợm lắm, nó thò tay vào trong cái ống tre đó thì thấy cái quả trứng gà, nó mừng lắm, thì nó nắm cái quả trứng gà đó. Nhưng mà khi cái tay bàn tay mà mình đút vào thì mình đút như thế này, nhưng mà khi mình nắm lại thì mình rút ra nó bị bất kẹt. Mà con khỉ thì nó nắm được, nhưng mà nó không buông được, cho nên nó bị gì? Bị mắc bẫy. Thì cái hình ảnh này chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái bài học trong ngày hôm nay, là chúng ta phải nắm được thì buông được, nói được thì phải làm cho được. Kể cả chúng tôi, hồi nãy chúng tôi nói rồi, có thể những vị giảng sư họ nói được nhưng mà họ cũng chưa làm được, họ đang cố gắng. Vì vậy mà trong cái phần mà tăng bảo đó, cái ăn đức tăng bảo đó, tăng là bậc, tăng có hai bậc, một là bậc là đã thừa hành giáo pháp, còn một bậc thì đang trên con đường thừa hành giáo pháp. Một vị tăng đã chứng ngộ và còn một vị tăng là đang tu tập. Cho nên chúng tôi mới nói cái điều này là kể cả người nói và người nghe hôm nay
Chúng ta phải cố gắng nắm được thì buông được. Và cái bài này, bài học này từ cái bài kinh này đó cho chúng ta một cái ý nghĩa rất là sâu xa, đó là cái pháp đối đãi của thế gian. Tại sao chúng tôi dùng cái pháp đối đãi của thế gian? Vì mình hiểu được cái tính chất pháp đối đãi thế gian á thì mình mới thoát ra được. Còn nếu không mình chấp một phía thì mình rất là khổ. Tất cả pháp thế gian luôn nằm trong đối đãi, luôn vận hành mãi mãi theo quy luật nhân duyên. Có đến ắt có đi, có sanh ắt có diệt, có buồn ắt có vui, có nhân ắt có quả. Các pháp xuất thế gian vượt ra ngoài đối đãi, vượt ra ngoài sợ hãi, vượt thoát cả có không. Ai biết tùy tựng pháp, luôn thông thả nhẹ nhàng, tâm thức luôn được an, không gì lay động được. Như vậy thì cái phần kệ thứ nhất của vị chư thiên nói á, sau khi mình quán sát cái thế gian, cái thời gian nó trôi như thế đó, hết đêm rồi lại ngày, hết ngày rồi lại đêm, hết xuân rồi qua hạ thu đông, nó cứ trôi dần. Rồi cái tuổi tác của chúng ta ngày một nó bỏ mình nó đi. Thì cái người tu chúng ta, Đức Phật Ngài dạy là phải quan sát cái thời gian nó trôi như thế, để chúng ta sợ hãi cái tử vong này. Tại mình gần dần mình tiến gần cái chết mà. Thì hãy làm các công đức, tức là tạo nhiều cái việc lành, tạo nhiều phước báo. Nhưng mà mình tạo nhiều phước báo rồi, khi mình có phước báo rồi đó, thì chúng tôi mong quý vị một điều là chúng ta phải hiểu đó là một cái pháp đối đãi. Những cái gì đến với chúng ta rồi nó cũng sẽ đi. Kể cả những người thân, kể cả những cái vật mà mình yêu quý nhất, hãy có đến thì ắt có đi. Để chúng ta nắm được, chúng ta buông được, chúng ta có được, chúng ta bỏ được. Khi mà chúng ta đã tạo được cái tài sản, công đức phước báo là cái người đáng khen rồi. Nhưng mà đáng khen hơn nữa, chúng ta có mà chúng ta bỏ không được. Thì cái chỗ này mới là quan trọng. Tại có những người họ không có, họ nói nghe có vẻ hay lắm. Thà như tôi không có gì mà khỏe, không biết có khỏe không. Khi nào mà bạn có và bạn bỏ được mới là khỏe. Hiểu cái ý này không? Mấy cái người nghèo cái hay chê, thấy bà giàu cho bà khổ muốn chết, nghèo nghèo như tôi vậy sướng. Không biết có sướng không. Cái chỗ này mình phải xét lại. Cái đó là mình chỉ nói theo cái dạng là cảm tính. Tại mình chưa có mà. Mình chưa có cho nên mình mới chưa được gọi là từ bỏ. Cho nên cái danh từ mà từ bỏ, chúng ta chỉ dùng cho cái hình ảnh Đức Phật là một cái tấm gương. Ngài từ bỏ, một sự từ bỏ vĩ đại nhất trên thế gian này. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Tại vì Đức Phật Ngài có tất cả, nhưng mà Ngài bỏ tất cả. Còn mình có gì đâu mà bỏ. Mà khi mình có rồi thì mình không bỏ. Khổ của mình là vậy. Mình khi chưa có thì mong cho có, đúng không nè? Có rồi thì lại muốn có thêm. Khi nghèo thì mình mong muốn được giàu sang, mà khi giàu sang rồi mình muốn là thanh danh này, thanh danh nọ, muốn thêm nữa. Cho nên là chỉ có Đức Phật mới được sử dụng cái từ gì quý vị? Là Ngài là một cái sự từ bỏ, một cái tấm gương từ bỏ vĩ đại nhất. Vì sao? Ngài có cung vàng điện ngọc, có ngai vàng, có vợ đẹp, có con ngoan, có tài sản châu báu. Ngài tới bốn hầm châu báu lần đó. Trong kinh đó Đức Phật Ngài có cái bốn hầm châu báu lần, chứ không phải một hầm. Nhưng mà Ngài từ bỏ tất cả. Mình thử có đi, có bỏ nổi không? Mình chỉ có miếng địa vị thôi,
là mình ta đây rồi làm sao bỏ được. Xin lỗi với quý vị, với mình mà vô trong những cái đạo tràng mà đông đông mà tu mà giành được cái ghế mình ngồi rồi cũng khó nhường cho ai lắm. Nhất là cái mấy cái ghế mà ngồi trên trên đây nè, sao bỏ nổi. Cái kia là ngai vàng, cái kia là ngai vàng, sao bỏ được. Cho nên hôm nay chúng ta có hai bước đều đáng khen hết. Tức là cái bước chúng ta tu tập phước hữu, hữu lậu để làm nhân làm duyên, là chúng ta tiếp tục tu phước vô, vô lậu. Khi chưa biết đạo thì chúng ta mơ cái quả lành, chỉ mơ sao mình có phước thôi, được cái này được cái nọ. Mà hãy có phước được cái này cái nọ là mơ cái quả, quả lành. Đi chùa lúc nào cũng cầu mong cho con được sức khỏe, được bình an, được giàu có, gia đình con hạnh phúc, vân 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 vân. Thì mấy cái đó là mình mơ cái gì? Quả lành, phải không nè? Mình mơ cái quả đến với mình không à, hưởng quả không. Nhưng mà khi biết đạo rồi thì chúng ta mơ cái gì? Mơ nhân lành. Mình mơ làm sao mình có được cái điều kiện, cái việc, cái duyên để mà mình tạo cái những cái nhân mà nó trổ ra cái quả đó. Mình mơ làm sao mà mình có được cái tâm phát tâm bồ đề, rồi có được cái nhân duyên, có được cái dịp để mình tạo nhân lành. Người trí thì họ chỉ chú trọng đến cái nhân lành, ít chú trọng đến cái quả lành lắm. Còn mình tối ngày mình cứ mơ cái quả lành. Như vậy thì mình tạm gọi là người chưa biết đạo. Ai mà còn mong cho mình hưởng cái quả này quả kia thì xin lỗi quý vị, chúng tôi xin chia buồn là quý vị cũng học đạo lâu nay cũng không biết cái gì hết. Nghe chúng tôi nói lại, khi chưa biết đạo thì chúng ta mơ quả, quả lành, mong cầu quả lành. Bước ra đường bây giờ ai cũng mong cho họ được cái này cái kia, mong quả lành. Thì cái người đó mình tạm gọi là chưa hiểu đạo. Nhưng mà mấy người đó thì không nói, mà mấy sợ nhất là mấy người trong đây nè. Mà còn ngồi mơ cái quả lành thì cái người này sẽ chia buồn quá, lâu nay giống như mình học như không vậy. Biết đạo rồi thì chúng ta chỉ mơ cái gì? Nhân lành. Chỉ mong làm sao có được cái dịp, cái điều kiện, có điều kiện để mình tạo cái nhân lành. Mà muốn như vậy thì phải có cái phước hữu, hữu lậu. Bây giờ nếu như mình không có phước thì xin lỗi quý vị, mình sanh vào bốn cõi khổ làm sao tu, phải không nè? Còn nếu mà không có phước sanh làm người, mà cái người nó khó khăn, nó thiếu thốn, rồi nó vất vả, cơm ăn chạy hàng bữa, sáng thức khuya dậy sớm kiếm từng đồng tiền bát gạo, thời gian đâu nuôi tu. Mở mắt ra là hai cái chữ cơm gạo trước mặt rồi. Mình thuộc dạng nhìn xuống là thấy sống gì cơm gạo không à. Thời gian đâu nuôi tu, thiếu phước. Cho nên cái bước đầu tiên chúng ta phải tạo cái phước gì? Hữu lậu. Nhưng khi mình có cái phước hữu lậu rồi, có thân người, có sức khỏe, có điều kiện, có thời gian, có trí tuệ, có các thứ rồi, thì chúng ta chỉ cần mơ cái nhân lành để tiếp tục mình tạo cái nhân lành. Và khi biết đạo rốt ráo rồi, nghe cho kỹ, biết đạo rốt ráo rồi thì cho dù nhân lành hay quả lành, chúng ta chỉ nhìn bằng trí tuệ và buông bỏ. Đó, cái này mới là quan trọng. Cái mà Đức Phật dạy mới là quan trọng. Hãy từ bỏ thế lợi, bao nhiêu cái thế lợi là cái phước hữu lậu đó, để tâm hướng cầu tịch, tịch tịnh. Giống như khi mình muốn qua sông thì cái điều đầu tiên mình mơ là cái gì? Phải có thuyền, có bè, đúng. Nhưng mà khi mình lên bờ rồi, không lẽ mình dắt cái thuyền, cái bè theo nữa? Cái sai của mình là cái chỗ đó. Có thuyền, có bè thì mình chỉ biết đó là cái phương tiện để mình qua sông, để mình đến bờ. Nhưng mà khi qua sông đến bờ rồi thì sao? Làm ơn bỏ giùm tôi cái bè lại. Mình hình ảnh của mình giống như là vừa qua sông xong cái na cái bè trên vai đi. Đi cho người ta nhìn, người ta cười lên trời. Hỏi sao vậy? Tôi có mà tôi bỏ không được. Tại cái bè này là mình tạo mà, mình làm mà, vất vả cực khổ. Cho nên mình tiếc. Mình tiếc. Cho nên mình không có bỏ, bỏ được. Thì cái hình ảnh mà chúng tôi hồi nãy có ví dụ là con khỉ đó quý vị biết không? Bị mắc kẹt ở trong cái bẫy. Thì mình ở đây cũng vậy, dễ bị mắc kẹt trong cái bẫy của phước hữu, hữu lậu. Rất dễ mắc kẹt trong cái phước hữu lậu.
Chúng ta quý vị có nhớ một điều là khi mình không có thì mình mà đã mong cho có. Có rồi thì sao? Phải tập bỏ chứ không phải có nữa. Đó. Có rồi là phải tập bỏ. Bây giờ chúng ta cho nên là nó có hai cái định nghĩa nha của cái chữ tu. Cái định nghĩa thứ nhất là khi mình chưa có phước hữu lậu là mình tu làm sao để mình có được cái phước hữu lậu. Nhưng còn cái định nghĩa thứ hai, cái nghĩa sâu hơn là khi mình có phước rồi, mình có tất cả rồi, thì bây giờ mình tu làm sao là để không phải để đạt được cái gì nữa, mà là để bỏ đi một cái gì đó. Đó, nó có cái định nghĩa đó. Giống như định nghĩa một cái tác phẩm. Một tác phẩm là gì? Là cái người nghệ nhân đó, họ đục đẽo bỏ đi những cái phần thừa thãi, thì cái phần còn lại là tác phẩm. Đó. Không tin chúng tôi quý vị đi ra mấy cái ông nghệ nhân đó, mấy cái bức phù điêu đó, mấy ông ngồi ông đục, thấy không nè, ông đục vô gỗ á, cái phần nào ông thấy nó thừa, nó dư là ông đục, ông bỏ đi. Sau khi ông làm một thời gian sau hoàn thành cái tác phẩm á thì nó trở thành một cái tác phẩm tuyệt tác. Đơn giản định nghĩa cái tác phẩm tuyệt tác là gì? Là hãy bỏ đi những cái phần thừa thải, thì cái phần còn lại là tác phẩm. Mình thì thích đến, không thích đi. Thích sanh, không thích diệt. Thích sống, không thích tử. Nó lạ vậy. Mà đây là cái pháp gì quý vị? Pháp gì? Pháp sanh diệt đúng, nhưng mà cái từ đó là pháp đối đãi. Đối đãi là hai cái này nó phải là một đó. Nhờ có bóng tối mới thấy được ánh sáng. Nhờ có phiền não mới thấy được bồ đề chứ. Cho nên là mình là phải chấp nhận. Cái người mà hiểu rồi phải chấp nhận. Hãy có đến thì ắt có đi nghe. Phải chấp nhận cái đó. Bây giờ mình đến rồi, cứ ngỡ trần gian này là cõi tạm. Cứ ngỡ xuống trần chơi chốc lát chứ, nào ngờ ở mãi đến hôm nay không chịu về. Mình sanh ra cuộc đời, mình đến cái trần đời này, mình phải nhớ là đến rồi mình phải đi về. Sanh ký tử quy mà, đúng không? Sanh là mình đến, ký gửi vô. Tử là gì? Đi về. Phải quay về chứ. Mình chịu đi không chứ không chịu về. Mình đòi đến chứ mình không chịu đi. Mình đòi có chứ mình không chịu bỏ. Mình đòi nắm chứ không có chịu buông. Nó lạ quá. Mình phải buông quý vị. Hiểu được Phật Pháp, Đức Phật dạy rồi, hãy từ bỏ thế lợi. Tâm mình hướng cầu tịch tịnh. Cái tôn chỉ rốt ráo của Đạo Phật, hay còn xem là cái bản tiên ngôn về giáo lý của Đức Phật, ở tại Vê Lú Quá Ná, chùa Trúc Lâm, Đức Phật đã nói lên cái tôn chỉ rốt ráo của Đạo Phật chỉ có ba câu thôi. Đó là chư ác mạt tác. Hai là gì? Chúng thiện phụng hành. Ba là gì? Tự tịnh kỳ ý. Tức là không làm các điều ác, làm các điều lành. Hai cái này là gì? Tạo phước gì? Hữu lậu. Đó. Làm các công đức là hai câu này. Nhưng mà câu thứ ba là gì? Đó. Tự tịnh kỳ ý, tức là phải giữ cái tâm mình cho nó thanh tịnh, nó trong sạch, là cái tâm không bị dính mắc. Cái tâm đó mới là cái tâm thanh tịnh, còn dính mắc là không thanh tịnh, còn tham đắm là không thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh là cái tâm buông bỏ. Đó là cái tôn chỉ rốt ráo của Đạo Phật dạy rất là rõ ràng. Bây giờ mình chưa có phước, chưa có công đức, thì mình phải tạo phước và công đức. Giữa cái việc làm ác và làm lành thì chọn việc làm lành. Nhưng khi mình làm lành, mình có cái quả lành, thì phải nhớ là phải bỏ. Không có thì mình làm cho có là giỏi rồi. Nhưng có rồi mà biết bỏ nữa mới là mà giỏi hơn. Thì mấy cái người đó mới gọi là phú mới quý, gọi là phú quý.
Bây giờ có là ông là phú gia rồi. Nhưng mà ông phú này kêu phú, ta kêu là phú quý, còn ông là phú trọc. Hiểu cái từ phú trọc không? Trọc phú á. Giàu mà hèn, giàu mà keo, phú trọc. Không bỏ miếng nào á. Thì mấy người đó giàu mà ông sang đó. Mình phải thấm thía cái từ mà tiền bạc nghe quý vị. Ở đâu mà ra cái từ tiền bạc hay quá. Tiền nó gắn liền cái chữ bạc liền. Nên chúng tôi mới nói vui rằng là vui vẻ thì khỏe liền, buồn phiền thì sanh bệnh, nhường nhịn thì bình an, bi quan là tự sát, giải thoát mới tự do. Phiền to thì sống cả, vô ngã mới vô ưu, đa mưu thì đa quán, đông bạn thì lắm phiền mà nhiều tiền thì lắm bạc. Đó. Ôi, hay quá. Làm ác thì gặp ác, tự tác thì tự lo, gieo gió thì gặt bão, gian xảo thì đa nghi, từ bi là cội phúc, nhường nhịn một chút sẽ thấy bình yên. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Cái bài học hôm nay là không phải riêng cho quý vị, mà kể cả cho chúng tôi. Chúng tôi nói là từ đầu rồi, mình học kinh Phật, cái người đọc, rồi nói cho người khác nghe, tất cả chúng ta là những người đang học tu hết. Chúng tôi nói cho quý vị, thật sự là đang răn đe bản thân chúng tôi. Tức là cũng phải tập bỏ đi à, đừng có tưởng ngồi ở đây là ngon nè nghe. Vị nào xin ngồi là mình nhu liên, chứ không phải mình giành được cái hàng ghế đầu là mình ngồi rồi mình không có nhu người khác. Có được cái hàng ghế đầu á đã là quý, đã là giỏi rồi. Nhưng mà nhường lại cho người khác ngồi thì nó mới là giỏi, giỏi hơn đó. Tạo ra của cải tài sản vật chất, thật sự phải có phước mới được. Điều này phải xác định, không có phước không được. Ai cũng muốn giàu, ai cũng muốn sang, ai cũng muốn của cải đầy đủ, đời sống vật chất sung túc, nhưng mà đâu phải muốn mà được, phải có phước mới được. Nhưng mà khi mình có phước rồi thì phải biết bỏ mới là hay hơn. Cái khó cái là khi có rồi không bỏ. Sanh thì chẳng mang đến, rõ ràng. Chết thì chẳng mang đi. Chào đời thì hai tay trắng, lìa đời thì trắng hai tay. Chỉ có nghiệp kiếp này, còn vuông vấn kiếp sau. Sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao. Hại người bằng tâm ác, quả báo muôn đời sau. Đi vào đời với hai bàn tay trắng, lúc lìa đời trắng cả hai bàn tay. Khi sống á, mãi nhặt cho đầy, phải mang lấy nghiệp trả dai nợ đời. Kiếp luân hồi có sinh có diệt. Đó, chúng tôi muốn quý vị hiểu được cái điều này. Đời vô thường giả tạm hư không, ngũ quẩn sắc bất dĩ không, an nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. Sống kiếp đời chớ nên gây nghiệp, để tái sanh tạo kiếp luân hồi. Ta bà là cõi tạm thôi, phước đức an lạc, niết bàn an vui. Hai câu cuối chúng tôi muốn sửa lại như vậy để làm chi? Phước đức thì an lạc, là cái vị chư thiên nói là hãy tạo các công đức đưa đến chân an, an lạc. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy có công đức rồi, phải biết bỏ. Mà Ngài là một cái tấm gương từ bỏ vĩ đại, Ngài mới được gọi là một cái sự từ bỏ vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Không có ai mà từ bỏ như Ngài. Cho nên là phước đức thì an, an lạc, mà niết bàn thì an, an vui. Chỉ có niết bàn mới là sự an vui tuyệt đối. Có một cái tấm hình ở trong những cái bức tranh cuộc đời của Đức Phật, chúng tôi rất thích cái tấm hình đó.
là Đức Phật Ngài đang đi trên một con đường. Người ta vẽ Đức Phật đứng ở một cái góc xa và sau lưng Ngài là một con đường ngoằn mèo quanh co rất là dài. Và trên con đường đó rải đầy vàng bạc châu báu. Và phía cuối con đường là một chiếc giường, mà trên chiếc giường đó là nàng Gia Du Đà La. Quý vị nào mà học kinh Phật thì mới hiểu được cái chữ nàng Gia Du Đà La. Nàng Gia Du Đà La, nàng nói rằng là lúc mà nàng còn tại thế đó, thời kỳ của nàng, trên thế gian này ngoại trừ Đức Thế Tôn ra, không có ai mà qua được sắc đẹp của ta đâu. Vì biết nàng Gia Du Đà La ngày nàng theo Đức Phật bao nhiêu là A Tăng kỳ kiếp, nàng hành ba la mật, cho nên ngài sanh ra là một người phụ nữ mà nàng dám tuyên bố rằng trên thế gian này ngoài bậc đạo sư là bậc Đức Phật đạo sư có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là bà chỉ để bậc đạo sư thôi. Nàng Di Đà La mới nói rằng là trên thế gian này ngoài bậc đạo sư ra về sắc đẹp không có ai qua được ta. Mà phía sau chiếc sau con cú con đường đó là một chiếc giường, mà trên chiếc giường là nàng Di Đà La. Mà Đức Phật thì ngài quay lưng, còn chúng ta thì sao? Quay lại lấy bao bố hốt. Mà không có mà còn đi kiếm đi mà hốt. Còn Đức Phật là có đó. Cái đó là tất cả cái đó là của ngài. Nhưng mà ngài quay lưng. Đôi khi còn cái sự quay lưng là một cái điều không hay. Nhưng mà có những cái cần phải quay lưng. Đối với ngũ trần, ngũ dục, đối với vật chất, những cái sự hưởng thụ chúng ta phải tập quay lưng. Vì hệ lụy nó nhiều lắm. Ai là những người con Phật? Phải thức tỉnh thức thời. Sống trong cơn buồn thận cũng vui, mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Cơn bệnh hoạn thì sống theo bệnh hoạn. Lúc an nhàn thì sống cảnh an nhàn. Đứng nơi đâu cũng thấy tâm an. Trong núi nọ làm chi cho nhọc. Cái bệnh tham của mình nó lớn lắm. Bây giờ phản chiếu lại đi, khi mình ra đời có gì đâu, rồi lìa đời cũng có gì đâu. Thì bây giờ trong cái cõi trần gian này, cái chốn bụi hồng này đó, thì mình nhớ rằng là nắm được thì phải bỏ được, thì mới ra đi nhẹ nhàng. Còn nắm được mà bỏ không được, xin lỗi quý vị, nặng nề dữ lắm. Kể cả đó là phước hữu lậu, nếu dính mắc vào đó vẫn khổ. Phước đức chỉ mang đến cho mình cái sự an lạc nhất thời. Nhưng muốn có được sự an lạc, an vui tuyệt đối thì phải là niết bàn tịch tịnh. Và từ Đức Phật thì ngài đã dạy chúng ta một cái bài học từ bỏ, buông bỏ. Hai cái chữ này thôi, học mãi hành cả đời không xong. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông. Nhẹ thời nói, nặng thời chìm, khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc nhằn. Giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền, đẹp thì tạo lắm lụy phiền cho thân. Thế gian thì trọng sắc quý tiền, người tu quý những thiện hiền trong tâm. Như vậy thì cái bước mà tạo ra công đức của cải, tài sản, vật chất gọi là phước hữu lậu đã là người giỏi rồi, đáng khen rồi. Nhưng mà giỏi hơn, đáng khen hơn là gì? Khi chúng ta có phước hữu lậu rồi, chúng ta hướng đến phước vô lậu. Khi chúng ta chưa biết đạo, chúng ta mong có cái quả lành. Khi chúng ta hiểu đạo rồi, muốn có quả lành thì phải tạo nhân lành. Cho nên chúng ta mong cái nhân lành. Khi biết đạo rốt ráo rồi, thì nhìn quả lành, nhân lành, điều thiện, điều ác bằng tâm chánh niệm, trí tuệ và buông bỏ. Muốn đạt được buông bỏ thì phải có cái tâm chánh niệm và trí tuệ.
Nếu mà mình quên mình là dính mắc liền. Cái bản năng của mình là bước ra đường là ham khen hơn chê, ham được hơn là mất, ham có hơn là không. Đơn giản như vậy. Sáng hôm nay bước ra ngoài đường mà lỡ ai khen mình câu, ai cho mình ít lợi lộc là mình vui, mình nói hôm nay hên. Không hiểu vì sao từ đầu rồi có cái đó không biết. Thiệt tình. Rồi riết rồi cái phải coi ngày coi giờ xuất hành đó. Ngày nào giờ nào xuất hành mà đúng cái giờ hoàng đạo, đi mà có lợi lộc, đi mà có may mắn, đi mà có nhiều cái nguồn lợi là mình thích. Không biết từ đâu. Hãy mà đi mà không gặp những cái điều đó là mình lại buồn. Khi mà hiểu đạo rồi thì sao nè? Có không còn mất chẳng bận lòng nữa. Yêu ghét hơn thua chẳng ngóng trông, mở rộng tâm ra lòng thanh thản, mà nghe lời Phật dạy sống thông dật. Bởi vì bạn có mong cầu thành công thì bạn rất sợ thất bại. Ngày hôm nay mình mong mình làm được cái gì đó, mong được lợi là mình sợ mất lợi lắm. Ngày hôm nay mình mong được khen là mình sợ bị chê dữ lắm. Mình mong được bình an là mình sợ cái sự khổ dữ lắm. Đó là tâm phàm phu chúng sinh. Từng giai đoạn, nhớ rằng khi chưa biết đạo thì mong quả, quả lành. Ai mà bước ra ngoài mà còn mong hôm nay là mình may mắn này nọ là cái người đó chưa biết đạo. Xin chi buồn quý vị có tu ở tại chùa Bảo Quang này 100 khóa đi nữa mà cũng ra còn mong mấy cái quả lành đó là chưa biết đạo. Nhưng biết đạo rồi thì sao? Mở mắt ra là mong làm sao hôm nay mình tạo nhân, nhân lành. Đơn giản như vậy, hôm nay không cần biết cái quả gì đến. Bởi vì cái quả mình có sửa được không nè? Có thay đổi được cái quả không? Không, mà tối ngày cứ mong. Cái điều đáng mong thì lại không mong. Là cái nhân lành đó có là có thể thay đổi được à. Mình ráng chánh niệm tỉnh giác, giữ tâm mình an nhiên tự tại, quán chiếu thời gian trôi qua nhanh, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta đó. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này mới làm các công đức được. Còn nếu không sợ thì không bao giờ làm được. Không sợ cái tử vong nó đến với mình không sao được. Con người thật mâu thuẫn đó. Trẻ muốn lớn cho nhanh, già lại mong thành trẻ, trốn cái tuổi trưởng thành. Làm việc nhiều thì phát bệnh rốt cuộc để có tiền, chữa bệnh rồi lại bệnh vì lao lực kiếm tiền. Họ tưởng đời vô tận nên ung dung nhẫn nhơ, rồi bất chợt họ chết, như chùa sống bao giờ. Thật sự là mình nói mình sống là mình có sống không? Theo quý vị là mình đang sống hay đang chết? Theo Đức Phật á nghe, Ngài chỉ dạy rằng là cái người chánh niệm tỉnh thức là người sống, mà người phóng dật dễ vui là người chết. Mình thuộc dạng người nào? Dạng người nào? Sống hay chết? Vừa sống thì chết, đúng rồi. Mình là cái dạng gì biết không? Không sống không chết mà gọi là cái dạng là chết rồi mà chưa chôn. Nó ghê hơn nữa là một là sống hay là chết. Còn mình là ương ương á, chết rồi mà chưa chôn, biết hiểu cái từ này không? Chết là nằm đống đó. Trời ơi, thà chôn phức cho rồi ha. Dòng cái thứ chưa chôn để đi, sợ muốn chết. Trễ một ngày là nó sình lên một ngày. Nó ghê như vậy đó. Trễ hai ngày đã sình hai ngày. Cho nên một khi thần chết hiện về rồi, nào ai có thể chở che cho mình, chồng con hay vợ con dẫu có chí tình cũng đành bất lực làm thinh đứng nhìn. Con ta tài sản đây là, người ngu nghĩ thế nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Mình có sự nghiệp, mình có của cải tài sản, nhưng nếu như mình có trí tuệ chúng nói thân này thân ta còn không có nữa thì con đâu tài sản đâu, chính thân còn không có nữa thì của cải vật chất, nhà cửa gia đình con cái này ở đâu ra, mình không có nữa mấy này có đâu đó. Cho nên mà hãy từ bỏ thế lợi đi, tâm hướng cầu tịch tịnh, hãy nghĩ như vậy thì cái tâm mình mới
Còn mình phức tạp quá. Người ta đi từ chuyện lớn quá thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ rồi quá quá không đúng. Còn mình đi từ cái không đó, sinh ra đâu có gì đâu, bắt đầu đi từ từ á, bắt đầu sinh ra lớn lên từ từ có cái này có cái kia rồi đó, bắt đầu đi từ cái không đến cái có, có rồi đến cái có thêm rồi đến cái phức tạp, rồi bắt đầu là bao nhiêu là gì, hỉ nộ ái ố bi hài có hết, buồn có, vui có. Mình là như vậy. Đức Phật là ngài đi từ cái có đến cái không, còn mình đi từ cái không đến cái có mà rốt cuộc không có. Có gì? Chính thân còn không có nữa thì con đâu tài sản đâu đây? Không có. Cho nên phải đi từ phức tạp đến đơn giản. Còn mình đi từ đơn giản đến phức tạp đó. Mình là ngược đời đó. Hay nói vui một câu là mình chuyện lớn không làm mà làm lớn chuyện là mình. Sanh tử là sự đại, là cái việc mà mình phải quán sát về cái sanh diệt, sống chết của con người, của những kiếp nhân sinh này là điều quan trọng, để mình không phải bị lệ thuộc vô cái chuyện sống chết. Cho nên là trong nhà Phật có một câu là sanh tử là sự đại. Sự đại là chuyện lớn đó. Mà chuyện sanh tử là chuyện lớn mình không làm, mà làm lớn chuyện không. Sanh tử không lo mà lo sanh sử không. Cho nên mới xảy ra là buồn, vui, khổ. Nước mắt có, nụ cười có, bi hài có. Mình giống như là một cái diễn viên trong cái cuộc đời này, diễn đủ tuồng hết. Khi vui thì vui ngất, và khi buồn thì buồn hiu. Mình thích thì ưa sắm đủ điều, đến khi chê chán thì bỏ liều như trời đó. Cho nên mình thuộc dạng là, chúng tôi nói rồi, chết rồi mà chưa chôn đó. Quý vị cứ thử tưởng tượng nằm đóng đó đó. Đó, nằm đóng đó, người ta thấy ta còn sợ muốn chết. Thiệt chứ, mình không biết có thấy sợ mình không. Nhưng mà hỏi mấy người chung quanh, giờ tôi chết tôi nằm đóng đó, quý vị sợ không? Trời ơi, sợ muốn chết, không dám lại gần nữa. Cho nên phải đi từ phức tạp đến đơn giản. Mà Đức Phật á, là ngài chọn cái sự đơn giản. Ở trong cái sự đơn giản nó có sự bình an. Mình phức tạp quá không có chút bình an. Ta hãy sống một cuộc đời bình dị, giữa cuộc đời cám dỗ và thị phi, bao gọi mời nhưng bình thản bước đi, thì cuộc sống chẳng việc gì vướng bận. Đó, hôm nay chúng tôi muốn quý vị là phải bỏ bớt vướng bận đi, để mình chuẩn bị ra đi là vừa rồi. Vô thường không hẹn chờ ai trước nha, không phải bà trước hay tôi trước, không có đâu. Khi dứt nghiệp trần thì phải ra đi. Nghiệp trần mà dứt rồi, họ mạng mà mãn rồi, thì không có cần tuổi tác, đẹp xấu, già trẻ, ai đến trước thì đi trước. Nhớ dùng câu này đi, đừng có tưởng là bà già hơn tôi, bà lo đi, còn tôi trẻ tôi chưa lo, không dám đâu. Cho nên cái sự bình an nó quan trọng hơn là già hay trẻ. Già trẻ không quan trọng, miễn khỏe là được. Nhiều khi mình già nhưng mà mình khỏe, còn nó trẻ mà nó bệnh muốn chết vậy đó, nó thở oxy trong bệnh viện. Sống một kiếp người bình an là được. Sống bình dị đơn giản cho tâm hồn thanh thản, sống một cách giản đơn cho lòng nhẹ nhàng hơn, sống biết trọng nghĩa ơn cho người đời nhớ tới, sống biết chờ biết đợi cho mình biết thương yêu. Sống chỉ ước một điều, cầu mọi người hạnh phúc, sống đơn giản một chút cho đời mãi bình yên. Sống nên sống đơn giản, phức tạp mà làm chi, ăn có sao ăn vậy, mặc không quá cầu kỳ, đi chậm chậm thông thả, nói chững chạc ít lời, làm điều điều túc tắc, chừa thời gian nghỉ ngơi. Bản thân sự đơn giản là kết quả tự nhiên của tư tưởng sâu sắc và tấm lòng hướng thiện. Đơn giản là cái tốt, không phải một đặc ân phải rèn luyện mới có, mà cũng chỉ dần dần.
sống chậm và đơn giản, cách sống của người khôn, nó thật sự rất tốt cho thể xác tâm hồn. Sống lâu tôi thấy vậy, hãy nghe lời khuyên này, nhưng cũng khó lắm đấy, khó thì luyện hằng ngày. Triết lý này đơn giản, giúp tôi sống xưa nay tự tại và thoải mái ở đời phức tạp này. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi được trở lại với đạo tràng tu học chùa Bửu Quang sau thời gian tạm ngưng, hôm nay được khai trương mở hàng trở lại. Chúng tôi thiệt sự là may mắn, trong suốt thời gian ngắn vừa qua chúng tôi toàn đi giảng những cái đạo tràng mở hàng luôn. Cả tháng này chúng tôi đi giảng toàn là những cái đạo tràng nghỉ dịch rồi mới trở lại, lần đầu tiên mà chúng tôi là người mở hàng không. Thì mong rằng cái sự mở hàng này nó may mắn, những cái khóa tu chúng ta lần sau được thành công tốt đẹp. Nội dung của bài giảng này thì chúng tôi xin tóm tắt là hai chữ thôi: nắm được thì buông, buông được. Nhớ giùm chúng tôi cái điều này quan trọng. Tu hành thì giữ lực nghi, tu hành phải giữ lực nghi, nam mô thì phải từ bi trong lòng. Chứ mình nói nam mô mà mình trong lòng không có từ bi là không được. Quy y thì phải y tòng, tụng kinh thì phải rèn lòng như kinh. Tu thì lời Phật phải tin, sửa cho hơn trước khi mình chưa tục. Cho nên đó là mình tạo ra được của cải tài sản vật chất phước hữu lậu là một cái điều khó khăn đáng khen. Nhưng mà khó khăn là đáng khen hơn nữa là phải bỏ được, không dính mắc. Trước khi dứt lời, cho phép chánh định được gửi đến quý vị một cái bài hát Đời Vô Thường để chúng ta vô bỏ. Đời mình không bao lâu, thế rồi cũng về già. Đừng xây đắp cành hận thù, tham đắm xa hoa, lăn vào cuộc sống đoan trường không ham muốn. Nên quyết chi đi tu, cuộc đời bao đau thương, lấy nhiệm vọng tục ly để mong thức tình được là đời sống vô thường. Quyết tìm chân lý, nguyện thề thương sanh chúng, đành quyết chí tu hành. Khuyên nên đi chùa đem tâm nguyện cầu tam bảo, xin trên chứng lòng độ người phước đức căn tu, mong cho muôn người mau sớm đạt đường chân chánh, mong sao viên thành để cứu đời an vui. Người đời không lo tu, đến rồi cũng muộn màng, nhờ đâu phước được làm người. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí, nguyện kiên quyết tu trì. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí, nguyện kiên quyết tu trì. Nội dung của bài giảng hôm nay là nắm được là buông, buông được. Chỉ cần một chữ buông thôi thì ta sẽ hết một đời khổ đau. Buông đi thì giả hết sầu, buông hờn, buông giận, buông câu hại người. Buông rồi miệng sẽ cười tươi, buông rồi sẽ thấy cuộc đời nở hoa. Buông hết ta lại thấy ta, chính tâm buông đó cho lòng an nhiên. Xin được tri ân đến Hòa Thượng Diễn Chủ, Thượng Tọa Trụ Trì cùng toàn thể đạo tràng Phật tử đang tham dự khóa tu tại chùa Bửu Quang. Hôm nay chánh định vô cùng hoan hỷ được trở lại với đạo tràng và gửi đến quý vị một bài giảng. Trong khi giảng có điều chi sơ sót, xin quý vị niệm tình hỷ xả cho. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.